thì các cái phương trình bày mà các cái diễn giả trình bày á, thì tôi cũng sẽ không cố gặp lại, tôi cố gắng là để nói nhanh để có thời gian để trả lời các câu hỏi. Thì trong cái phần trình bày sẽ liên quan đến cái phần đặt vấn đề, đưa ra các khuyết tật, nguyên nhân các cái khuyết tật công trình và đưa ra các cái kết luận và kiến nghị. Thì trình bày nhanh như vậy thì cái việc mà khuyết tật ấy, cũng là một phần trong các cái sự cố công trình xây dựng. Đó, thì cái khuyết tật này có thể xảy ra trong quá trình thi công, quá trình khai thác, quá trình sử dụng. Rồi như vậy một số khuyết tật thì nó trở thành là nó ảnh hưởng đến cái mỹ quan công năng công trình. Đó, hoặc như cũng ảnh hưởng đến cái chi phí thi công, bảo trì, bảo dưỡng và ảnh hưởng đến coi như đến tính mạng sức khỏe của người sử dụng trong công trình nữa. Thì ở đây thì phân biệt sự cố và khuyết tật như nào thì tôi cũng tham khảo một các cái tài liệu mới nhất của Bộ Xây dựng là các cái thông tư 06 thì đưa ra đây là sự cố công trình. Thì sự cố là gì thì như vậy là nó được phân làm 3 cấp. Sự cố công trình cấp 1 là chết từ 6 người trở lên. Rồi sự cố gây sập đổ công trình, sập đổ một phần công trình hoặc hư hỏng có nguy cơ sập đổ toàn bộ công trình từ cấp 1 trở lên. Rồi sự cố cấp 2 thì tương tự như là chết từ 1 đến 5 người. Rồi toàn bộ công trình cấp 2 hoặc cấp 3. Và cái sự cố cấp 3 là các cái gồm sự cố còn lại là ngoài hai cái cấp 1 và cấp 2. Thì cái khuyết tật công trình ấy, thì có thể là nằm trong cái phần ở sự cố cấp 3, cũng có thể xem một phần của sự cố cấp 3 là vì không ảnh hưởng đến làm chết người, không ảnh hưởng nguy hại, nhưng là nó sẽ ảnh hưởng đến tính năng khai thác. Thì ở đây cái định nghĩa cái khuyết tật là gì thì tôi sử dụng cái định nghĩa mà của anh Chủng, phó giáo sư tiến sĩ Trần Chủng đưa ra trong cái tài liệu mà kiểm định chất lượng. Thì trong này khuyết tật là định nghĩa là cái khai sai khác vượt qua cái sai số cho phép. Đó, theo tiêu chuẩn quy định. Và cái hư hỏng là làm tổn thất một phần hoặc toàn bộ tính chất đối tượng, làm giảm hoặc là mất khả năng làm việc và chủ lực của đối tượng. Thì trong cái trình bày thì khuyết tật hư hỏng thì như vậy có mình có khuyết tật về phần hoàn thiện và khuyết tật của cái phần kết cấu. Thì anh Minh cũng đã trình phát bày rất kỹ cái phần mà liên quan đến kết cấu trong quá trình thiết kế. Thì ví dụ khuyết tật về kết cấu như nứt rồi nghiêng là đúng và thấm rộ các bạn bị xét thì những cái này thì sẽ nằm trong cái phần trình bày của tôi liên quan đến phần bê tông. Thì đây là thì các khuyết tật hư hỏng trong kết cấu á, thì ở đây tôi tham khảo cái tiêu chuẩn của ACI là tiêu chuẩn của viện bê tông Hoa Kỳ á, thì người ta đưa ra 3 cái dạng mà khuyết tật hay hư hỏng mà chủ yếu trong kết cấu mà nếu mà mình khảo sát mình có thể phát hiện được bằng thường hoặc là bằng các thiết bị đơn giản. Thì thứ nhất là cái khuyết tật mà hay gặp nhất trong bê tông cốt thép là cái khuyết tật về nứt. Thì như vậy nứt thì mình sẽ quan tâm đến cái bề rộng, rồi kích thước và chiều dài, rồi số lượng và hình dạng cái nứt. Cái thứ hai là dấu hiệu về cái suy giảm hoặc là quá tải của công trình, ví như dấu hiệu về nghiêng lúng biến dạng chuyển vị hư khe có dạng thấm công văn đúng không. Cái thứ ba là dấu hiệu về ngoại quan, có thể nhìn về ngoại quan mình thấy được bọt khí phồng rộp hoặc là có bị lỗ hổng hoặc là có cái khe lằn trong quá trình thi công hoặc là thay đổi màu sắc hoặc là có bị rỉ sét đúng không. Thì cái này là thì theo cái đánh giá của ACI người ta đưa ra ba cái khuyết tật mà thường gặp trong cái bê tông cốt thép. Thì ở đây tôi đi sâu vào về nguyên nhân các cái khuyết tật. Thì ở đây nguyên nhân thì tôi sử dụng cái tài liệu của Nhật, tức là JCI là hiệp hội bê tông của Nhật Bản, thì đưa ra các cái đánh giá về cái nguyên nhân. Thì ở đây thì nó cũng có thể là nguyên nhân thiết kế gắn liền với nguyên nhân thi công, rồi nguyên nhân vật liệu, rồi môi trường. Vâng, thì trong cái ở nước ngoài thì đa số thì các công trình thiết kế là thường là design and build, thành ra nên là họ cũng không phân ra cái phần thiết kế, trách nhiệm trong thiết kế, nhưng mà đó là do trách nhiệm thi công bao gồm cả trong cái phần thiết kế, hoặc là người ta tách ra cái phần trách nhiệm thiết kế liên quan đến cái tải trọng như thế nào thì mình sẽ đưa vào phần ngoại lực. Ở đây cái nguyên nhân này thì cũng nằm trong những nguyên nhân mà anh Dũng và anh Minh đã trình bày. Nhưng ở đây tôi tách ra cái phần vật liệu để cho mình dễ nhìn hơn. Ví dụ như vật liệu là về xi măng,
về cục liệu, về bê tông, những cái mà nó hay gặp. Đó. Rồi ví dụ như về vật liệu đấy, thì mình có thể là do làm giả của xi măng, hoặc là do nứt dây của hỗn hợp bê tông. Thì đây là những cái mà nguyên nhân do vật liệu. Thì ví dụ như trong vật liệu, còn đối với cục liệu có thể lẫn sét, trong cục liệu thì nó cũng sẽ gây nứt sau này. Đó. Hoặc cục liệu có hoạt tính, ví dụ như kim, silic, và cục liệu thì nó sẽ gây nứt trong dài hạn cho công trình. Rồi vật liệu do con ngót, rồi do lún, cục thép, ví dụ như khi mình cục thép thì nó cũng sẽ bị trong quá trình thi công, cục thép nó sẽ chịu dịch một phần, nó sẽ gây lún và gây nứt. Rồi do đặc biệt là do ở Việt Nam thì mình khí hậu nóng ẩm, thì do cái cấp phối bê tông của mình thì có hàm lượng xi măng cao và tỷ lệ nước trên xi măng cũng rất là cao, thì đây là cũng là một nguyên nhân là gây nứt do con ngót. Rồi nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân thi công, thì nguyên nhân thi công cũng liên quan đến phần bê tông, phần thép, phần quả khuôn và các nguyên nhân khác. Ví dụ như bê tông thì có trộn, phù gia không phân tán, không đồng nhất, rồi thời gian trộn quá lâu, hoặc là thay đổi cấp phối khi bơm, thay đổi không thích hợp. Rồi vận chuyển thì mình có thể là mình do trình tự đổ không thích hợp, hoặc mình đổ quá nhanh, hoặc là đầm không thích hợp. Vâng, thì đấy là những cái nguyên nhân liên quan đến thi công. Ví dụ như đặt thép thì cũng là đặt thi công mình đặt thép sai, hoặc là đặt cái chiều dày là bảo vệ nó cũng không đầy đủ. Đó, rồi ván khuôn có thể biến dạng, hoặc là khuôn là bị rò rỉ nước. Đấy. Hoặc là nếu mà cục chống hoặc là cục pha thì bị lún, hoặc là lún không đồng đều. Đó, đặt xe có dạng bị sai. Vâng, thì những cái đó, vấn đề đó là liên quan đến cái vấn đề thi công. Thì ở đây mình có thể nhìn thấy một số cái vấn đề liên quan đến thi công. Đây tôi cũng một số hình ảnh thì có thể cái bài trình bày này nó có đưa lên mạng rồi, thì các anh nghiệp chẳng dạ mình có thể mình xem thêm. Ví dụ như là bê tông khô nhanh thì nó cũng có cái dạng nứt. Đó. Thì cái dạng nứt khô, trong quá trình thi công mà khô nhanh quá thì nó sẽ nứt cái dạng màng lưới. Đó. Tức là bên gọi nứt màng nhện đó. Hoặc là thi công mồi nối không có đúng, xử lý mồi nối không có đúng thì nó cũng sẽ nứt và hoặc là gây thấm. Rồi trong quá trình thực ván khuôn thì có thể biến dạng làm thay đổi cái tiếp diện, làm sụp đổ, ví dụ như từ trong nó dùng để trình bày cái sự cố công trình Cần Thơ. Đó. Thì đến một số công trình cụ thể nó bị hở, ví dụ như cục pha bị hở, tạo ứng xúc cái nứt. Nguyên nhân thứ ba là do môi trường, thì ở đây bên môi trường thì có môi trường vật lý và môi trường hóa học, ví dụ như thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm, rồi chênh lệch nhiệt độ mặt trước mặt sau của kết cấu, rồi có cái băng giá, thì ở đây là ở nước ngoài thì ở Việt Nam mình thì cũng có cái trường hợp này, hoặc là hư hại do cháy, hoặc bề mặt bị đục nóng. Vâng, thì ở đây là vật lý. Còn về mặt phản ứng hóa học như là phản ứng của axit hay muối, rồi bị rỉ do cục thép, các môn tạp hóa và do xâm thực ion clorua, thì những cái này là liên quan đến phần về môi trường. Thì cũng là hư hại gây nên khuyết tật của bê tông, ví dụ như hại do cháy gây nhiệt độ cao, thì giống anh Minh cũng trình bày là có trong thiết kế là nó không đảm bảo về cái mặt chống cháy, hoặc là cháy không đảm bảo cái thời gian để mà chống cháy thì nó cũng gây hại. Và do môi trường xâm thực, đây thì thực như ông clorua xâm thực các môn tạp hóa, nên những cái môi trường mình nhìn thấy xâm thực nó cũng lộ cục thép và ăn mòn nó bị nứt. Ví dụ như là công trình sử dụng có thể là hệ thống làm mát cũng không có đúng, không có thoát được cái hệ thống này đưa vào cái cấu thì nó sẽ gây nứt, thì sẽ cục thép làm mở rộng về nứt. Nguyên nhân nữa là cái liên quan đến cái kết cấu của máy lực, thì cái này thì cũng là một nguyên nhân nằm trong cái nguyên nhân thiết kế mà anh Minh đã nói. Thì ở đây tôi chỉ nhấn mạnh là cái thiết kế mà
nếu mà tải trọng dài hạn nó vượt quá cái tải trọng thực tế thì đương nhiên nó bị hư hỏng rồi. Tuy nhiên có một số trường hợp tải trọng dài hạn mà nó thấp hơn tải trọng thực tế cũng gây là gây sự cố công trình hay khuyết tật công trình. Ví dụ đặc biệt là như là hiện nay ở Nhật, người ta những công trình ngầm đối diện với việc mà nước mực nước ngầm dâng cao thì nó làm đẩy nổi áp lực đẩy nổi thì nó làm giảm cái tải trọng thực tế lên công trình, nhưng mà ngược lại nó đẩy công trình lên. Việt Nam mình sau này cũng cũng được cái hội thảo của địa, bên địa chất và nền móng thì cũng đặt ra vấn đề là khi mà mình giảm cái tải nước ngầm thì mực nước ngầm hồi phục nâng lên, thì nâng lên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái công trình ngầm. Nhiều khi là tải trọng nó lại không có đủ đẩy nổi công trình lên, làm công trình bị trôi lên trên mặt đất thì cũng là gây sự cố. Thì cái này là cũng là một trong những cái mà cũng quan tâm trong cái việc mà thiết kế công trình. Còn những cái vấn đề khác như là tiết kiệm không đủ hay lượng bị thiếu đúng không đều kết cấu thì cái này anh Minh cũng trình bày rất là kỹ. Đây là đây một số hình ảnh về bị hư hỏng do về cái ngoại lực tác động hoặc là do kết cấu bố trí kết cấu của mình không có đúng. Đó, đúng không đều không vấn đề cái này thì anh chỉ có thể nói cái này tôi lướt qua thôi. Đó, thì cái phần ở đây để mà tóm tắt lại cái phần trình bày ấy, thì tôi xin tóm tắt lại là cái phần đơn vị thi công và chủ đầu tư cái này cần lưu ý là đến việc thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình, hay là liên quan đến chất lượng vật liệu đầu vào, biện pháp thi công phù hợp và đảm bảo môi trường ngoại lực không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Thì trong các cái vấn đề mà tranh chấp ấy, thì cũng hay nói là cái này tại sao có thẩm định thiết kế rồi mà vẫn bị sai sót trong thiết kế, hoặc là có đơn vị giám sát rồi nhưng mà vẫn là có khuyết tật trong quá trình thi công. Thì bên trung tâm 3 thì đơn vị kiểm định độc lập ấy, thì bên tôi cũng hay có một cái câu mà gọi là thần chú, là gì, là mình nói là cái kết quả này là không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu hoặc đơn vị chủ đầu tư, vì những cái kết quả này lâu nay dựa trên các cái phương pháp thử, dựa trên các cái tài liệu thiết bị tại thời điểm mình thực hiện, phương pháp đã thực hiện. Thì bên thẩm tra cũng vậy, có nhiều cái đi thẩm tra thực tế thì người ta cũng chỉ là kiểm tra đối với thì các anh có tuân thủ các quy định không, tuân thủ các cái hướng dẫn không, còn lại một số cái tính toán người ta cũng phải tính toán kiểm tra hết được tất cả các trường hợp. Đấy, thì cái này cũng phải có loại trừ. Và cái này để mà tôi thấy ở nước ngoài thì thường là người ta có cái bảo hiểm, thì đối với cái bảo hiểm là người ta gọi bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đó, thì liên quan đến cái phần thiết kế, liên quan giám sát, liên quan đến đơn vị kiểm định thì thường thì người ta sẽ là có cái bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đó, thì tôi làm hết sức rồi nhưng mà vẫn có thể sai sót thì bảo hiểm sẽ tham gia trong cái phần này. Cái thứ hai là cái luật chung về cái vấn đề trình bày, thì qua trình bày của anh Dũng và anh Minh thì tôi cũng thấy là để mà khắc phục khuyết tật hay là hư hỏng thì mình đầu tiên là phải xác định nguyên nhân, mà xác định nguyên nhân rồi thì phải có biện pháp sửa chữa thích hợp. Đó. Rồi trong biện pháp sửa chữa thì phải lựa chọn biện pháp làm sao để đảm bảo về thẩm mỹ, tuổi thọ, rồi chi phí cho công trình. Đó, còn cái việc mà đền bù thiệt hại thì đó tùy thuộc vào hầu hết là nguyên nhân là hầu hết là dựa vào hợp đồng để mà giải quyết tranh chấp. Và nếu mà trường hợp không giải quyết được thì đưa ra thì cơ quan quản lý nhà nước xử lý, hoặc là đưa ra thì trọng tài, hay là đưa ra tòa án. Thì cái này chắc để cái phần trình bày liên quan này anh sẽ trình bày rất là kỹ, có thể là liên quan anh chủ anh trình bày kỹ về cái cách mà xử lý như thế nào. Đấy, thì cái phần trình bày của tôi thì chắc là chỉ tóm gọn đối với những cái nội dung như vậy thôi, để có thời gian để mình trả lời các câu hỏi. Thì xin